Em Thắng xin chào toàn thể anh chị em đang xem kênh ạ. Hôm nay em Thắng có giới thiệu với anh chị em một trong những con giống mang phả Pháp giá mềm mại cho anh chị em nhá. Bình thường là trại xuất con giống ra là đạt 9 đến 10 kg và tiêm vaccine là 3 mũi. Thì ở bầy trước mặt là trại đã vào vaccine 2 mũi và cân nặng thì sẽ rơi vào tầm khoảng độ 7 kg cho đến 7 kg rưỡi một cú. Thì là trại sẽ bán giá là đối với cái là 3,5 triệu, rẻ hơn bình thường là 1 triệu. Còn đực là 4 triệu cho anh chị em. Pháp thì nói chung là bọn này nó là bọn quỷ. Nên hơi ướt. Thành ra là các bạn ý hơi bị ướt lâu. Để em thuê các bạn ý ra đây cho các bạn ý đỡ ướt vậy. Đây, em đã cho các bạn ý ra đây rồi. Nói chung là bầy này thì lên tai 100% rồi nhá. Lên tai hết rồi. Đực cái đầy đủ cho anh chị em nhá. Cái là 3,5 triệu. Đực là 4 triệu. Giá trên không bao gồm chi phí ship cho anh chị em dễ mua. Tuy nhiên trại bán con giống ra vẫn bảo hành cho anh chị em. Đối với những cái loại mà vào vaccine 2 mũi này, trại sẽ bảo hành cho anh chị em nâng lên là 10 năm ngày cho anh chị em yên tâm chơi. Đấy, về anh chị em có thể là tiêm thêm một mũi nữa là mũi 3 cho nó đảm bảo uy tín. Bảo hành cho anh chị em là nhận chó khỏe mạnh không một tật nỗi nhá. Chó sao giao vậy nhá anh chị em nhá. Đây là cái này. Hình như là đây là khả năng đây là 5 bạn cái đi. 5 bạn cái này thì giá chào bán cho anh chị em là 3,5 triệu một con. Đấy, tất cả cái nhá. Cái số 1 này, cái số 2 này. Ồ, nó cứ nhau nhau giống nhau. Ôi giời, nhảy. Nói chung là dòng này thì nó nghịch lắm anh chị em nhá. Đấy. Anh chị em nào mà ở gần thì qua trại xem con giống. Ở đây là bên khu nuôi sinh sản của bên em nhá. Đấy. Thì ở đây là lên cho anh em là 5 bạn cái màu vàng đen. Đấy, giá rất mềm mại cho anh chị em nhá. Mức cân em báo là sẽ là mức cân chuẩn. Và đây, lô này là lô Mexico. Hôm tới này là em sẽ chuyển tất sang bên trại chính của em. Còn bên này là bên nuôi sinh sản. Trong kia là những các bạn cái nhé. Bạn cái mẹ và cái tơ. Cái nuôi con. Đấy. Thì là anh chị em cứ chuẩn bị là đón chào các bạn ấy. Đấy. Mexico ạ. Trên này những con Mexico này là tiêm 3 mũi rồi. Còn bầy EU này thì là ít 1-2 hôm tới là bọn em sẽ vào mũi 3. Vào mũi 3 xong thì giá là sẽ nâng lên. Và nếu mà có vào mũi 3 thì bầy này thì chắc chắn là phải tầm khoảng độ 10 ngày nữa là trại bắt đầu mới xuất. Nhá. Đấy là anh chị em là bắt sớm là 3,5 triệu. Còn nếu mà trại mà vào mũi 3 và nuôi thêm thì là giá lại sẽ nâng lên. Đấy, cho nên là nhiều khi anh chị em cứ so bì vào chỗ này bán 3,5 triệu, chỗ kia bán 4 triệu và sao bên này bán tận 4,5 triệu và 5 triệu. Vào vaccine và con chó nó cứng cáp lớn lên thì là đương nhiên là cái giá nó phải nhô lên một tí nhá anh chị em nhá. Đấy. Anh chị em nào ở gần thì qua trại em nhá. Nói chung là đàn chó khá nhanh nhẹn. Rồi, anh chị em xem kênh. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo với những bạn cún khác. Kết thúc video, em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em ở những video tiếp theo ạ.